quá. Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel review trên kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin review cho các bạn một sản phẩm, đó chính là một con thỏ bằng được làm từ sứ. Một chuôn thỏ sứ. Con thỏ sứ này thì được là có một màu trắng tinh khôi với cái đôi tai phết thêm một chút hồng. Hai đôi mắt màu đỏ. Đỏ như thế này. Đó, một con thỏ sứ rất là bóng. Và có một màu trắng khá là tinh khôi. Đây là một mô hình con thỏ và đang nằm. Nhớ mọi người. Bằng gỗ. Và trên tay của tôi là một con búp bê bằng gỗ mà tôi đã dùng để quay video review. Và tiếp theo, tôi đã review về một bó que xiên được làm bằng gỗ. Và trên tay tôi là bó que xiên được làm bằng gỗ mà tôi đã dùng để quay video review. Nó hoàn toàn trùng khớp. Và sau đây là góc làm việc của tôi. Đây là chiếc bàn mà tôi đã sử dụng để quay video trên. Đây là một con sư con thỏ mô hình tôi màu đỏ nha mọi người. Review. Và đây là gương mặt của tôi. Tất cả các video đều có mặt tôi và đều do tôi tự quay. Tôi cũng tuyên bố rằng tôi đã tuân thủ đầy đủ chính sách của Google AdSense, đó là một người một tài khoản AdSense và không vi phạm clip không hợp lệ của Google AdSense. Trong quá trình quay, tôi đã sử dụng điện thoại iPhone 12 quay và chỉnh sửa video bằng phần mềm CapCut và chỉnh sửa bằng ảnh bằng phần mềm CapCut. Tôi tuyên bố rằng kể từ khi nhận được thông báo tái sử dụng lại nội dung của YouTube, tôi không xóa bất cứ video nào. Một lần nữa, tôi hy vọng rằng đội ngũ YouTube có thể xem xét. Cái con thỏ này được đúc rất là chi tiết nhé. Một màu rất là bóng, được tráng một lớp men sứ rất là đẹp như thế này. Đấy. Và được phết cái một chút màu hồng lên đôi tai của chú thỏ và đôi mắt màu đỏ thật là dữ tợn. Đáng yêu như thế này mà bảo là dữ tợn sao? Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục đến với series tô màu nhé. Pokemon. Ok, và bắt đầu vào video luôn. Ơi. Lúc mà nói đây là ngẫu nhiên video đầu tiên thì mình sẽ đến tính hai file à? Ba file. À, thì đầu tiên là file file video, một phải là file
video up lên cái kênh file hình ảnh. Và phần review cái chú thỏ được làm từ xứ này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé.